Ngày 3 tháng 10 vừa qua, dư luận xôn xao khi thông tin Công an Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị nghiệp vụ, Công an quận, huyện, thành phố Thủ Đức rà soát tố cáo vấn đề từ thiện. Công chúng càng thêm mong chờ kết quả điều tra vụ việc này, chấm dứt những ồn ào thời gian qua. Tuy nhiên, điều mọi người chú ý nhiều hơn cả là thái độ của các nghệ sĩ ra sao trước thông tin Bộ Công an vào cuộc rà soát. Hầu hết, các nghệ sĩ dính vào vụ lùm xùm từ thiện đều khá kín tiếng. Như Hòa Linh vốn đã giữ im lặng suốt nhiều tháng qua. Trong khi đó, Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành cũng hạn chế nhắc đến chuyện từ thiện. Chỉ có vợ chồng Công Vinh, Thủy Tiên là vẫn thường xuyên chia sẻ thông tin liên quan. Tối ngày 4 tháng 10 vừa qua, FC Thủy Tiên còn gây xôn xao khi đăng bài cảm ơn chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã lên tiếng xác minh đúng lúc về số tiền cô ủng hộ năm 2020. Theo đó, phía nữ ca sĩ viết, xin cảm ơn chính quyền tỉnh Quảng Ngãi đã lên tiếng xác minh và khẳng định kịp thời, đúng lúc, đồng thời đã cung cấp đầy đủ các giấy tờ, chứng từ cần thiết trong quá trình phối hợp làm việc với Cục Cảnh sát Hình sự. Như vậy, số tiền thực tế Thủy Tiên hỗ trợ tại Quảng Ngãi là 14 tỷ đồng, hoàn toàn chính xác với con số đã công bố trước đó. Chia sẻ với báo Tuổi Trẻ, bà Hà Thị Anh Thư, Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi xác nhận văn bản ký xác nhận ca sĩ Thủy Tiên về việc hỗ trợ người dân tỉnh Quảng Ngãi 14 tỷ đồng là do mình ký. Theo đó, vào cuối tháng 11 năm 2020, Quảng Ngãi bị thiệt hại nặng nề do cơn bão số 9 và lũ lớn. Đoàn ca sĩ Thủy Tiên có liên hệ với tỉnh Quảng Ngãi để hỗ trợ bà con. Tiếp sau đó, chính quyền địa phương chọn những hộ thiệt hại nặng nhất và lập danh sách từ các xã. Giải thích việc chỉ trong một ngày, đoàn ca sĩ Thủy Tiên hỗ trợ đến 2.620 người khiến dư luận đặt nhiều dấu hỏi. Bà Thư cho biết không phải đoàn ca sĩ Thủy Tiên đi đến từng huyện mà là 2.620 hộ ở các huyện tập hợp về huyện Mộ Đức và ca sĩ Thủy Tiên chỉ đến địa điểm này để trao tiền hỗ trợ cho người dân. Tính minh bạch của số tiền hỗ trợ là chính xác bởi các cán bộ địa phương tham gia đếm tiền. Phía ca sĩ Thủy Tiên trực tiếp trao tận tay cho người dân. Để tránh sai sót, các xã, phường, thị trấn chọn người dân và chính quyền các huyện tổ chức xe đưa người dân đến huyện Mộ Đức nhận hỗ trợ. 2.620 hộ dân đều được phát phiếu. Khi nhận tiền, phiếu này sẽ thu lại. Lý giải cho việc xác nhận của Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi, số tiền đoàn ca sĩ Thủy Tiên trao là 14 tỷ đồng, với số tiền được xác định là 5 triệu đồng một người. Như vậy, số tiền trao cho 2.620 người chỉ là 13,1 tỷ đồng. Bà Thư nói, ngoài những người dân nhận 5 triệu đồng, có 20 hộ bị sập nhà, nhận số tiền hỗ trợ 50 triệu đồng từ đoàn ca sĩ Thủy Tiên. Cũng theo bà Thư, danh sách các hộ dân nhận tiền từ đoàn ca sĩ Thủy Tiên tại các địa phương đều được lưu giữ cụ thể. Vừa qua, Công an tỉnh Quảng Ngãi nắm thông tin dư luận để có thể làm việc với Ban Dân vận. Đồng thời, phía ban cũng cung cấp đầy đủ các thông tin và giấy tờ liên quan.